Tội nghiệp bà mụ quá ha, không có ai là người thân thích hết. Ừ, ba mình trước giờ luôn giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm, bà mụ lại là người đón em lúc chào đời, cho nên ba sai người lo cho bà chu đáo rồi, em yên tâm. Chắc là Ngọc Bích buồn nhiều lắm hả chị? Cô ấy thường hay gần gũi với bà mụ. Cách đây mấy ngày Bích có đưa chị đến nhà bà nhưng mà không có gặp. Có lẽ bà đã mất từ hôm đó rồi cũng nên. Nhưng mà em thấy lạ lắm chị hai. Em nghe nói là bà bơi lội giỏi lắm, sao lại chết đuối dưới sông được chứ? Cũng khó nói lắm em à. Người mạnh khỏe xuống nước lỡ bị dập bẹ cũng có thể chết, huống chi bà đã già yếu rồi. Chị nói cũng đúng. Chị chị đưa cái này cho con Bích giùm em nha. Cái này là... chỉ là mấy viên kẹo thôi. À, em đưa cho Ngọc Bích để Ngọc Bích đỡ buồn. Nhưng mà chị nhớ, đừng có nói là em gửi nha. Chị nhớ rồi, nhưng mà thật sự em vẫn không muốn nói rõ mọi chuyện với Ngọc Bích hả? Em vẫn chưa có bằng chứng ai là người hại gì lụa, thì em lấy tư cách gì nói chuyện với Ngọc Bích hả chị? Nhất định là mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Em của chị là người tốt, nhất định Ngọc Bích sẽ nhìn ra mà. Em cảm ơn chị hai, cảm ơn chị đã tin em. Dạ thưa cô hai, ông cho kiếm cô. Vậy hả gì? Được rồi, tôi vô liền. Chị vô trước nha. Dạ. Dạ. Gì lụa? Dạ, con chủ kêu tôi. Từ nay lúc gặp tôi á, chị đừng có che kín mặt nữa nha. Cậu... không hiểu sao tôi cứ nghĩ là lúc trước dì chưa bị tai nạn chắc là dì đẹp lắm. Dạ cảm ơn cậu. Mình đi vô nha chị. À, cậu chủ. Sao vậy? Có thiệt là cậu không ghê sợ cái mặt tôi sao? Tôi nói thiệt mà. Từ nay dì đừng có che mặt lại nữa nha. Cậu cho tôi hỏi một câu nữa thôi, một câu thôi được không? Được, dì hỏi đi. Bây giờ gia tỷ cậu có một bà mẹ có gương mặt xấu xí như tôi, thì cậu có nhìn nhận người mẹ đó không? Sao dì hỏi kỳ vậy? Đương nhiên là nhận rồi. Không những nhìn nhận mà còn phải thương yêu nhiều hơn nữa. Đó, bằng chứng là Ngọc Bích thương yêu dì biết chừng nào, phải không? Tôi nói điều này có thể dì không tin đâu, nhưng mà bây giờ tôi không thấy gương mặt gì xấu xí ghê sợ nữa. Tôi thấy nó rất là thân quen. Quen lắm. Dì có còn nhớ lúc tôi bị rắn cắn không? Dạ. Lúc mà tôi nửa tỉnh nửa mê, tôi chiêm bao thấy má ruột của tôi. Nhưng mà kỳ lạ lắm, gương mặt mà tôi nhìn thấy là gương mặt của dì. Má ruột của tôi có gương mặt giống y như mặt của dì. Cảm ơn cậu chủ, cảm ơn cậu. Ông chủ, ông chủ. Chị Lũa. Dạ xin lỗi ông chủ. Chị làm gì vậy? Sao lại chặn đầu xe tôi? Dạ ông chủ, tôi có chuyện gấp hệ trọng lắm, cần phải nói cho ông biết. Nhưng mà sao chị không chịu nói? Dạ tại vì chuyện không tiện nói ở nhà, cũng không thể để cho người khác biết được. Xin ông chủ làm ơn, chuyện hệ trọng lắm. Chị tôi... Lũa ơi. Chị Lũa. Ủa ba, con tìm dì Lũa có chuyện gì? Dì ấy có chuyện cần nói với ba. Dạ. Dì, dì định nói gì với ba con vậy? Có phải là dì muốn nói với ba con là dì đưa con Bích đi khỏi đây không? Dạ dạ không phải vậy đâu cậu chủ. Dạ thôi, dạ không có gì gấp. Có gì chiều hay mai tôi thưa chuyện với ông chủ cũng được. Ừ, cũng được. Cậu chủ, cậu có gì sai biểu tôi? Tôi muốn đi hái ổi,
Dì đứng ở dưới, tôi trèo lên trên cây, tôi thả ổi xuống cho dì. Dạ, dạ được. Đi, mày đi dì. Dạ thưa bà quản gia, có chú tắm bò cần gặp ông cặp rằng. Cần tìm ông cặp rằng thì đi kiếm ổng, chứ mắc mớ gì mày đi vô đây mày nói với tao. Dạ, tại chú tám không thấy ông cặp rằng ở đâu nên mới biểu con. Ủa, mày là ở đợ trong cái nhà này, sao phải làm theo lời sai biểu của người ngoài hả? Trời ơi, riết rồi cái nhà này nó loạn hết rồi. Còn cái bà già mặt quỷ đó nữa, công việc ở nhà thì ê hề, mà bà bỏ đi đâu mất biệt không biết. Nè, tao nói cho tụi bay nghe, tụi bay đừng có dựa hơi ông chủ nghe, rồi lên mặt nghe chưa. Tao đuổi đi một lũ. Trời ơi, con xui rồi, bà đang quạo đeo à, đút đầu vô. Thôi con làm việc đi, bà xuống mà chửi giờ á. Ủa, bà quản gia đang vào ai vậy? Thì còn ai khác vô đây nữa, ai làm bả quạo được quầy ông cặp răng. Ồ. Nè, lại đây, dì Tám nói con nghe nè. Bữa trước đó, lúc ông cặp răng sửa soạn đi Sài Gòn, hai người cự nữ dữ lắm. Ổng đi cả tuần chưa về, bà mới quạo dữ vậy chứ. Mà con nè, con còn nhỏ nên không biết, chứ mối quan hệ của hai người này á hả, làm sao mà qua được cặp mắt của dì được. Mà thôi, con mừng công việc đi nha, chứ lát bà la sùm giờ đó. Dạ. Ủa gì, nãy giờ con không thấy má con, má con đâu rồi? Dì Tám cũng không thấy nữa, mà chắc là cậu chủ sai má con đi làm gì đó cũng nên. Dạo này cậu chủ hay sai má con làm lắm á. Dì, dì tính đi đâu hả? À, dì tính lên Sài Gòn chơi ít hôm. Dì đi Sài Gòn chơi? Dì đi chơi hay là dì kiếm ông được? Sao dì lại phải đi kiếm thằng Chả? Thằng Chả tự biết đi thì phải tự biết về. Dì đừng có nói dối con, nhìn bộ dạng của dì là con biết tổng rồi. Dì, dì nghĩ lại những lời con nói hôm trước đi dì. Ông được ông không có thiệt lòng với dì đâu. Dì đừng có vì ổng mà hy sinh cuộc đời của mình nữa. Dì cắt đứt với ổng đi, đi tìm hạnh phúc mới của dì chứ. Nghe dì. Có cái hạnh phúc thật sự dành cho dì sao con? Có chứ dì. Dì của con còn trẻ còn đẹp mà. Dì tin con đi dì. Không được, dì không thể. Không thể. Nói giùm với ba con, dì có việc đi Sài Gòn ít ngày nha. Con đã nói đến như vậy rồi mà dì vẫn quyết tâm đi tìm ổng hả? Dì đi chuyến này là để nói dứt khoát với ông ta. Cũng được, chỉ cần dì nghĩ thông mọi chuyện. Dì đừng có buồn vì loại người đó nữa, ổng là kẻ xấu đó dì. Chính ông ta đó. Thôi thôi, con đừng có nói tới mấy chuyện này nữa, dì không muốn nghe đâu. Con có tiền đó không? Cho dì mượn một ít. Dì cần tiền hả? Ừ. Dì chờ con chút nha. Dạo này mày thân thiết với chị hai của mày lắm à. Anh được nói quả không sai. Được rồi, tao sẽ tính chuyện mày sao. Anh
ông à? Con mời ông. Cảm ơn con. Mình ơi, đêm qua tôi mơ thấy mình. Mình nói nhiều về Ngọc Bích, nhưng khi thức dậy tôi lại không nhớ gì hết. Chỉ nhớ mình muốn nhận Ngọc Bích làm con. Ông ơi, ông có làm sao không ông? Không, không có gì. Cảm ơn con. Dạ, nếu ông không biểu gì á, con xuống bếp nha ông. Ngọc Bích à? Dạ ông kêu con. Mà thôi, để khi khác ta sẽ nói. Con xin phép. Con nghỉ ngơi sớm đi nghe con. Dạ. Em có muốn Ngọc Bích trở thành con gái trong nhà này không, hả Thảo? Mình đã thu hết can đảm để thư hết mọi chuyện với ông chủ, vậy mà lần nào cũng thất bại hết. Bà chủ ơi, xin bà phù hộ cho hai đứa nhỏ. Gì lụa? Dạ cậu chủ. Cậu chủ cần gì? Dì đi với tôi, tôi có cái này cho dì coi hay lắm. Cậu chủ cần má có chút chuyện. Ở đây má dọn dẹp xong hết rồi, con nghỉ ngơi trước đi. Má tôi chưa khỏe hẳn, ông chủ còn đang cho phép má tôi nghỉ ngơi. Cần làm gì á, cậu cứ sai tôi. Bích à, đêm hôm vắng vẻ, má không nên ra ngoài. Lỡ má có chuyện gì, làm sao con sống nổi chứ. Con à, má không có sao đâu mà. Thôi được rồi, dì nghỉ ngơi đi. Cậu chủ à, cậu chủ. Con kỳ ghê á, nói vậy không sợ cậu chủ phiền lòng hay sao? Điều con sợ nhất là má gặp chuyện á. Con thiệt tình á, má không có sao đâu. Má, má còn mình đi ngủ đi ha, má mệt rồi. Ừ. Đi má. Tiến à, bà muốn nói chuyện với con. Dạ. Chị tìm ai? Cho tôi hỏi, đây có phải là nhà trọ của ông Được không? Ừ, đúng rồi. Mà chị tìm chồng tôi có chuyện gì? Hả? Mày...
Chị làm cái gì vậy? Chị là ai sao chị dám đánh tôi? Tao là ai hả? Tao là vợ của ông Được. Mày nghe rõ chưa? Cái gì? Bà nói bà là vợ của ông Được hả? Vậy cảm phiền, cho tôi xem hung thú đi. Bà ở đâu mà dám vào vô nhà tôi? Bà giận bà là vợ của chồng tôi, bà còn đánh tôi nữa hả? Nếu như bà không có giấy tờ chứng minh á, bà coi chừng tôi kêu lính nó còng đầu bà đó. Mày dám hả? Mày sao không dám? Bởi vì ngày hôm qua anh Được, anh đưa tôi về ra mắt gia đình ảnh để chọn ngày làm lễ cưới. Tôi không có nghe ba má anh nói gì về bà hết. Mày nói cái gì? Thằng Được nó sắp cưới mày sao? Tôi á thì chưa chồng, anh Được á thì chưa có vợ. Chúng tôi cưới nhau thì có gì đâu lạ. Mày nói cái gì hả? Tao giết mày chết rồi đó. Tao giết mày chết. Tao giết mày chết. Con quỷ. Làm gì vậy? Đừng lại. Đừng lại đi. Anh ơi cứu em đi. Em có sao không hả? Bà dữ quá, bà đánh em kìa. Ôi được rồi. Anh đau quá. Nè. Đó anh đã thương. Đừng lại đi. Nghe không? Cứu em đi. Anh nói đi. Ôi đến đi. Cái con này nó tự xưng nó là vợ của anh. Ai là vợ của anh hả? Anh nói đi. Định làm loạn ở đây hả? Anh ơi, bà ta ở đâu á? Hung dữ quá, tự nhiên tới đây. Anh bà về trễ xíu hay là bà ta giết em rồi. Mày cái gì? Anh thấy thằng bà dữ quá mà. Ôi, trời. Em làm gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Anh binh vực nó hả? Hả? À. Ủa đi đi. Không được làm loạn ở đây. Cái gì? Anh đuổi tôi đi hả? Hả? Em có bị sao không? Em đau quá. Bà quýnh em chỗ này nữa nè. Em đau quá. Ôi, anh cứu em biết đi. Rồi. Đến anh Hương hả? Đến đi. Thôi đi. Anh được. Anh đi về với tôi. Tôi tính sổ với anh. Đi. Đi đâu? Đây là nhà của tôi. Vợ tôi đang ở đây. Không việc gì thì đi đâu hết. Mười mấy năm rồi, mình bỏ biết bao nhiêu công sức, bây giờ nó sắp có kết quả rồi. Anh bỏ nó đi, đi về với em. Chừng nào mà mình có tiền rồi, anh muốn bao nhiêu con như nó cũng được hết nha. Em đi, tôi chán nghĩ cái việc phải chờ đợi rồi. Tôi đã tìm được con đường sống của mình, nên tôi quyết định từ nay tôi không bao giờ trở về cái nơi xó xỉnh khốn kiếp đó nữa. Tôi muốn chờ đợi kết quả gì đó. Cô đỡ giờ mà chờ đợi đi. Anh vợ không được quên, hàng tháng phải gửi tiền lên đây cho tôi. Số tiền là bao nhiêu tôi sẽ tính toán rồi cho cô biết sau. Nhớ đó, nhắm một ngày là không yên với tôi đâu. Mày có bị điên không? Mày bỏ tao sống với con điển này, rồi bây giờ mày bắt tao hàng tháng phải gửi tiền lên cho mày nuôi con này hả? Tao không có bị điên. Mày gửi hay không thì tùy. Tao không ép. Nhưng chỉ cần chậm một ngày, lập tức tao sẽ gặp ông Lâm. Lúc đó mày sẽ biết chuyện gì xảy ra rồi đó. Đi đi. Con xin lỗi ba. Lúc nào con cũng là đứa nông nổi. Không sao, chỉ cần cha con mình hiểu nhau là được rồi. Ba, ba tin là con không có hại gì Lụa đúng không ba? Ba tin. Ba biết con là đứa trẻ có bản chất tốt. Ba mong là từ nay về sau, con sẽ sống đúng với bản chất của mình, để má con
được vui lòng. Con hứa với bà, từ nay con sẽ sửa đổi. Không việc gì phải khóc vì một thằng điếm như nó. Phải rồi, tội gì mà mày khóc chứ. Mày đã cạn tao thì đừng trách tao ráo má. Mày chờ đó thằng chó. Nè, sao rồi bà chị? Có từng gặp chưa? Tôi gặp rồi. Mai nhờ có anh nên tôi đã tới được cái ổ chó của nó. Chà, nghe giọng của bà chị tôi cũng nghi à. Tôi có việc nhờ tới anh. Anh giúp tôi nha. Chỉ cần bà chị chịu xị tiền ra là thằng em này sẵn sàng làm mọi chuyện cho bà chị. Có thiệt là anh sẽ làm bất cứ điều gì chứ? Đúng vậy, nhưng đương nhiên là giá cả phải tương đương với mức độ của nó. Anh yên tâm, chỉ cần anh làm đúng yêu cầu, tiền bạc không thành vấn đề. Được rồi. Mình chỉ có thể vui khi biết cậu ấy là người tốt, vui khi cha con ông chủ xóa bỏ được hiểu lầm. Tuyệt nhiên, mình không được nghĩ xa hơn. Nhớ chưa Ngọc Bích? Con gái, thiệt thòi cho con nhiều quá. Đánh tiếp. Mày đánh tiếp cho tao. Tha cho tôi đi, tôi lại mấy ông. Mấy ông tha cho tôi đi, tôi đâu có thù oán gì với mấy ông đâu. Mày không nói nhiều nữa mày. Mày chọc cho đàn bà ghen, mày bị ráng mà chịu. Tôi lại ông, tôi xin ông lập ơn tha cho tôi đi. Tao đã nhận tiền của người ta rồi thì mày chỉ có chết mà thôi. Tụi mày nắm nó. Có chuyện gì vậy cả? Có chuyện gì đây cả? Nó chạy sông trốn rồi. Mau tìm nó cho tao. Dạ. Tìm nó liền cho tao. Nó đâu lên? Nó thấy đâu? Dạ đại ca, nó lặn mất tiêu rồi. Mẹ thì đâu rồi? Mày ra đây đi. Mày không trốn thoát được đâu. Trước sau thì mày cũng phải chết. Mày lên đây tao quá kiếp cho mày. Mày à, nó bị đánh thương tích nặng như vậy, tay nó bị trói, nước sông chảy xiết như vậy nữa, nó chỉ có chết mà thôi. Dạ đại ca. Mày à, nó
Đời người như một dòng sông đổ ra biển cả, con nước trôi theo dòng. Tôi tin cậu chủ, không có làm chuyện đó đâu. Ngọc Bích chịu khó nghĩ kỹ đi, sẽ thấy thôi mà. Thật sự, chị cũng không biết rõ mọi chuyện. Nhưng chị nghĩ chắc là có hiểu lầm gì đó em à, chứ không có lý do gì mà Đức Tiến lại làm điều đó với dì Lụa đâu em. Cậu chủ ghét em, cậu chủ làm hại má em để cho em phải đau khổ. Nếu không phải cậu chủ làm thì ai làm hại má em ra nông nỗi này chứ? Ngọc Bích à, chị hiểu được tâm trạng của em lúc này, có nói gì thì em cũng khó chấp nhận được. Khi nào mẹ bình tĩnh lại á, chị sẽ phân tích rõ ràng mọi chuyện cho em nghe. Tai nạn của dì Lụa là lỗi do con. Nếu tối hôm đó con không kêu dì ra bờ ao thì không xảy ra chuyện gì hết. Sống ở trên đời luật trời nhưng quá ngại sao. Má xin lỗi con, má xin lỗi con về tất cả. Bích, sao con không vô ngủ mà ngồi đó vậy? Má chưa ngủ sao má? Má ngủ được một chút rồi. Còn con, nghĩ ngợi gì mà sao thức hoài vậy? Có tâm sự gì con nói má nghe. Má, con mong má mau bình phục. Má bình phục rồi á, má con mình rời khỏi đây nha. Con vẫn muốn rời khỏi đây sao? Bích à, má nói rồi, cậu rất tốt với má, cậu không có làm hại má đâu. Con đừng có giận cậu nghe. Con không giận cậu nữa, con chỉ giận bản thân mình. Má, con nghĩ kỹ rồi, má con mình đi khỏi đây là tốt nhất. Đi đâu cũng được, con lớn rồi, con đủ sức làm nuôi má mà. Nhà má, má sẽ đi khỏi nhà này, nhưng sẽ không đi với con. Má xin lỗi, tha lỗi cho má. Gì? Con làm gì hết hồn? Dì có chuyện gì giấu con đúng không? Dì đâu có chuyện gì đâu mà giấu con. Dì không gạt được con đâu. Từ bữa đi Sài Gòn về tới nay, con thấy dì lạ lắm. Dì giống như người mất hồn vậy. Ai kêu tới dì cũng giật mình.
Chuyện gì vậy dì? Ông đợi ông làm gì vậy hả? Dì nói con nghe đi, con sẽ bảo vệ cho dì mà. Dì đã nói là không có chuyện gì rồi mà. Vậy ông được đâu. Sao ông không đi về chung với chị? Công việc ở đây ông cũng bỏ ngang. Ông không thèm nói với ba con tiếng nào hết. Dì đuổi ông ta đi rồi. Dì nói thiệt hả? Dì đã nghe lời con, cắt đứt quan hệ với ông ta rồi. Ông ta chỉ là một thằng thối tha. Dì không cần phải lãng phí cuộc đời của mình vì ông ta nữa. Dì ơi, con mừng quá. Con mừng quá dì ơi. Dì đã làm một chuyện đúng đắn đó dì. Nhưng mà có thật không dì? Hay là bây giờ dì đang hờn giận ông ta thôi? Dì xin thề, từ nay dì sẽ không gặp lại ông ta nữa. Được rồi dì, con tin dì mà. Thật ra con muốn dì có một người bạn đời ở bên cạnh. Nhưng mà ông được ông chỉ đeo theo để hút máu dì thôi. Con biết không có dễ dàng dì. Nhưng mà dì đã làm một việc đúng đắn đó dì. Dì đừng có lo. Bên cạnh dì còn có con mà. Tương lai của dì, con sẽ chịu trách nhiệm. Nói hay lắm. Nói đúng lắm. Vì mày mà thân tao phải khốn khổ như vậy nè. Dì, dì không tin con hả dì? Dì tin chứ. Bởi tin con nên dì mới cắt đứt với ông được đó. Em à, anh khổ lắm mới tìm được em. Anh tìm tôi làm gì? Tôi đã tuyên bố là đường ai đấy đi rồi mà. Sao anh cứ làm phiền tôi hoài vậy? Nè, lần này á là tôi bỏ qua nha. Anh mà cứ chàng ràng trước mặt tôi nữa, có ngày á tôi kêu thằng bồ tôi nó đập cho anh một trận á, khó mà giữ cái mạng già của anh. Em à, buông ra. Em đã bỏ rơi anh trong lúc này sao? Tụi mình đã tính tới chuyện đám cưới rồi mà. Bầu em không còn nhớ gì sao? Anh nhìn lại mình đi. Tôi đâu có bị điên đâu mà làm đám cưới với một kẻ thân tàn ma dại như anh. Em à, bao nhiêu năm qua tôi đã nuôi em. Tiền bạc bao nhiêu tôi đã dồn hết cho em. Bây giờ tôi gặp hoạn nạn, em đã bỏ rơi tôi sao? Thôi đi, của thiên á thì trả địa, bình thường thôi mà. Mà nè, tôi thấy á, cái bà già đó yêu anh lắm mà. Hay là anh về anh tìm bả đi. Chịu khó anh xuống nước xin lỗi bả thì có khi á bả bỏ qua cho anh. Nhất định anh sẽ tìm gặp bà ta. Chứ không phải để gian xin, mà để bắt bà ta phải trả giá. Bà ta đã hại anh ra nông nỗi này thì bà ta phải đền bù xứng đáng cho anh. Em à, anh nhất định sẽ lấy được tiền. Rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền. Em à, buông ra. Em đừng ruột bỏ anh mà. Em à, chừng nào anh cầm được tiền trong tay á thì hãy tìm tôi. Còn bây giờ xin lỗi, anh đừng có làm phiền tôi nữa. Em à, anh buông ra. Nghe anh làm gì vậy? Buông tôi ra, tôi la lên bây giờ đó. Có rất nhiều tiền mà. Buông ra. Đừng bỏ anh mà. Em à, em ghê quá. Đừng bỏ anh mà. Em à, anh sẽ có rất nhiều tiền mà. Ê, đứng dậy mày. Mấy ông tha cho tôi đi. Tôi lại mấy ông, tôi đâu có thù oán gì với mấy ông đâu. Mày không nói nhiều nữa mày. Mày chọc cho đàn bà ghen, mày ráng mà chịu. Tôi lại ông, tôi xin ông làm ơn ông tha cho tôi đi. Tao đã nhận tiền của người ta rồi thì mày chỉ có chết mà thôi.
Tụi bay mau bắt nó lại. Con đàn bà độc ác, tao sẽ không tha cho mày. Tao không để cho mày yên đâu. Mày đợi đó. Cảm ơn anh nha. Hãy để tôi vác vô nhà luôn cho. Thôi khỏi, tôi vác vô được rồi. Anh Tâm vô trọng lỡ gặp bà quản gia, mất công bà nói này nói nọ mệt lắm. Ngọc Bích nè. Ngọc Bích vẫn còn giật cậu chủ hả? Ngọc Bích không nhận ra điều gì sao? Anh muốn nói điều gì? Tôi không hiểu. Từ ngày Ngọc Bích về đây, cậu chủ thay đổi rất nhiều. Tôi biết cậu chủ có tình cảm đặc biệt với Ngọc Bích. Không đời nào cậu chủ làm hại dì Lụa đâu. Anh nói như vậy anh Tâm? Cậu chủ mà có tình cảm đặc biệt với con ở đợ như tôi sao? Ngọc Bích không nhận ra hay là cố tình không nhận ra vậy? Tôi đâu có thấy gì đâu. Chắc anh làm rồi á. Tôi cũng rất mong điều đó là sự nhầm lẫn, nhưng sự thật đúng là như vậy. Tôi biết trong chuyện này có rất nhiều khó khăn trở ngại giữa hai người, nhưng tôi luôn mong Ngọc Bích được hạnh phúc. Anh nói gì đâu không à. Thôi tôi vô nhà đây. Tôi biết tôi không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho Ngọc Bích, nhưng cậu chủ sẽ làm được chuyện đó. Bắt đầu từ hôm nay, ngoài chuyện học hành của con, ba muốn con giúp ba quản lý mọi việc trong ngoài. Con liệu có đảm đương nổi không? Dạ, con hứa với ba, con sẽ cố gắng hết sức. Lần này nhất định sẽ không để cho ba phải thất vọng về con nữa đâu ba. À, con có biết cậu được của con khi nào về không? Ê, công việc mê mê mà bỏ đi tới tận hôm nay. Chắc là ba phải kiếm người khác thay cậu được đó ba. Lần này cậu được ở luôn cho Sài Gòn rồi. Dì Trang định nói với ba mà dì ngại, nên dì kêu con nói. Mà mấy bữa nay con... Có chuyện gì mà tự nhiên cậu con bỏ đi ngang xương, không thèm nói tiếng nào cho ba biết hết? Dạ chuyện này... Chuyện này... Để con nói sau với ba nha ba.
gì vậy con? Ba, con thấy ai đó thập thò trước cửa nhà mình đó ba. À, chắc là người ta đi ngang qua rồi vô tình nhìn vô thôi. Dạ. Ờ, đây nè, con xem đi. Mày đói bụng rồi đúng không? Đây, nô lệ của mày đem thức ăn tới cho mày nè. Ăn đi. Ngọc Bích xinh đẹp, Ngọc Bích xinh đẹp. Được rồi, được rồi. Tao biết cô chủ của mày xinh đẹp nhất rồi. Làm ơn á, ăn nhiều cho béo vô. Không thôi ít bữa nữa trả mày về cho cô chủ mày. Thấy mày ốm á, là cổ giận tao không chực. Cái số tao nó hẩm hiu lắm. Mày có biết không? Tao toàn là bị dướng vô mấy cái cảnh tình ngay lý gian không à. Từ chuyện cướp tiền của con nít, rồi đình trộm cô chủ mày tắm, rồi chuyện con chim sóc bị bóp chết nữa, tới cái chuyện gì lụa bị đánh. Chuyện nào cũng vậy. Tao mà có 10 cái miệng á, cũng không thể minh quan cho mình được. Mà mày cũng biết rồi đó, cái miệng của tao thì xấu lắm. Toàn là nói mấy lời ngược lại với lòng mình nghĩ không à. Làm cho cô chủ của mày đau lòng. Cô chủ của mày ghét tao cũng đúng. Cũng đáng đợi cho cái miệng xấu xí của tao. Cậu cho tôi hỏi, cái lòng chim sao của tôi á, cậu đem đi đâu rồi? Tôi bóp chết nó rồi. Đồ độc ác. Mình lại nghĩ xấu cho cậu chủ rồi. Ăn cho no vô. Cậu Bích.
sao rồi? Thằng chó đó nó sao rồi? Việc gì mà thằng này nhận, bà chị cứ yên tâm. Nhưng mà tôi muốn biết thằng chó đó hiện giờ nó ra sao. Thì đúng như ý chị muốn rồi. Ngủm củ tỏi rồi chứ sao. Tôi đã đánh chết thằng Chả rồi xô luôn xuống sông. Lúc đó nước sông chảy xiết, giờ này chắc cái xác cũng trôi xa rồi. Thôi, thanh toán phần còn lại cho tôi đi, để về còn làm một chầu lấy lại tinh thần nữa. Nhìn có đúng là nó đã chết rồi không? Ê bà chị, muốn trở mặt hả? Thằng này đã nói xong là xong. Bà chị còn nghi ngờ gì nữa? Hay là để tôi đưa bà xuống dưới gặp tận mặt thằng đó luôn. Không, tôi không có nghi ngờ gì nữa hết á. Chị thanh toán mau lên, len em bực bội quá. Đây, phần còn lại của anh nè. Tốt lắm, lần sau nếu có chuyện gì cần cứ hú tôi nha. Tại mày, tất cả là tại mày. Mày đừng có trách tao, đừng có trách tao, đừng có trách tao. Không được, không được, phải để mọi thứ lại bình thường, không được để ai nghi ngờ hết. Tôi xin lỗi cô. Tôi mới là người xin lỗi cậu. Tha lỗi cho tôi nghe. Tôi đã nói là lỗi của tôi mà. Cô làm gì vậy? Tự nhiên khoanh tay lại, bỏ tay xuống đi. Là lỗi của tôi. Lỗi của tôi? Tôi mới là người có lỗi. Đã nói là lỗi của tôi mà. Lỗi của tôi? Đã nói là lỗi của tôi mà. Thôi được rồi, bây giờ không cần biết là lỗi của ai. Chỉ cần Ngọc Bích không giận tôi, không ghét bỏ tôi nữa là tôi hạnh phúc lắm rồi. Ở đây chút. Đức Tiến, con làm ơn con giúp dì đi Đức Tiến. Dì vậy hình như có ai rình trước cửa nhà mình kìa vậy. Làm gì mà có ai rình trước cửa nhà mình giờ này chứ. Ngồi xuống đi, cái chuyện của dì nó gấp hơn nè.
Ngồi xuống. Chuyện gì mà gấp vậy dì? Ba con á, biểu dì đi chợ mua đồ mà dì hết tiền rồi. Con có không? Con cho dì mượn đi. Dì hết tiền sao dì không nói ba con đưa cho dì? Dì không có nói được. Tiền chợ tháng này dì dì lỡ xài hết rồi. Tiến ơi, con làm ơn giúp dì nghe Tiến. Ở trong nhà này mọi thứ chi tiêu đã có ba con lo hết rồi. Sao dì cứ thâm thủng tiền bạc hoài vậy? Lúc trước á, còn có ông được bòn rút của dì. Hay là dì gạt con? Dì còn gặp ổng đúng không? Không không, dì thề đó. Dì không có gặp lại ổng. Dì không có gạt con đâu. Con làm ơn giúp dì lần này nghe Tiến. Dì hứa dì không có lần sau đâu. Con đã hứa với ba con rồi. Từ nay con sẽ sống đàng hoàng tử tế. Con không thể dối gạt ba con để xin tiền cho dì. Cũng không thể ăn cắp tiền đưa cho dì được. Nhưng mà dì đừng có lo. Con sẽ nói thật cho ba con biết. Xin ba tha lỗi cho dì. Chỉ cần dì hứa là từ nay dì đừng có làm vậy nữa là được. Không không. Tiến ơi, con đừng có nói cho ba con biết. Thôi đi, cứ coi như là dì chưa có nói gì với con hết. Nghe, dì tự lo liệu được. Con đừng có nói gì cho ba con biết, nghe không? Dì, dì muốn con không nói thì con không nói. Nhưng dì lấy tiền đâu để bù vô khoản thiếu hụt đó đây? Dì có dành dụm một ít tiền để sắm nữ trang. Đúng rồi, dì sẽ bán rồi dì bù vô. Con đừng có lo, nghe. Thôi đừng nói với ba, nghe con. Dì, sau này con làm có tiền con sẽ mua lại cho dì. Đừng nói dối gạt ba con. Con làm không được đâu. Thằng khốn nạn, mày muốn phản tao hả? Nói đi. Ngọc Bích xinh đẹp. Ngọc Bích xinh đẹp. Mày nói đi. Ngọc Bích xinh đẹp. Ngọc Bích xinh đẹp. Ngọc Bích xinh đẹp. Mày giỏi quá à. Rồi đây, má sẽ không còn được ở bên cạnh con. Má vui lắm. Vì má biết con gái má sẽ được hạnh phúc. Con về lại được đúng chỗ của mình. Trong lòng má, lúc nào con cũng là đứa con gái mà má thương yêu nhất. Ngọc Bích. Dạ. Em dừng tay chút đi. Chị cho em coi cái này nè. Đưa đây. Ui, trời ơi, đẹp quá. Em coi đi. Chị cho phép em xem hả? Ừ. Trời ơi. Trời ơi. Đẹp quá chị ơi. Đưa tay của em cho chị coi. Cổ tay em tròn á, đeo cái này sẽ đẹp lắm á. Chị tặng em đó. Chị tặng cho em hả? Thôi. Hả? Sao vậy? Thôi, em không nhận đâu. Nhưng mà thật sự chị muốn tặng cho em. Con gái cũng cần có chút nữ trang mà. Em cứ nhận cho chị vui nha. Thôi, em có nhận đâu. Nhưng mà em nói cho chị biết nha. Em cũng có một chiếc đó. Má cho em một chiếc lắc đẹp lắm. Thì không đó.
Sao chưa bao giờ chị thấy em đeo lắc hết? Trời ơi, ở đợ mà đeo coi sao được chị? Em không có được nghĩ vậy. Cứ lấy đeo cho nó đẹp. Em phải đeo chị mới tin á. Vậy em về phòng lấy cho chị xem nha. Ừ. Chị chờ em chút nha. Ừ. Con kia, qua đây biểu. Dạ. Mày chăm cho tao miếng trà được không? Dạ. Cái gì đâu mà hễ mỗi lần đụng tới bình trà cái không còn giọt nước. Tụi bay riết á, tụi bay coi chừng tao à. Pha trà xong rồi. Ba, chiếc lắc này ở đâu mày có? Hả? Mày lấy trộm của ai? Cái chồng này là của má con cho con. Con có lấy trộm của ai hết á. Mở ra. Gửi ra cho tao. Bà. Gửi ra cho tao. Bà, tôi nói cái chồng này là của ngoại cho. Bà coi đi, còn có thằng tên ở trỏng nữa mà. Đây chính là chiếc lắc của con Thảo năm xưa. Tại sao? Đúng là mày rồi. Mày đúng là đứa nhỏ năm xưa. Bà quản gia, bà bị sao vậy? Tới đây làm gì? Tôi có chuyện muốn nói với ông chủ. Dạ. Xin lỗi, tôi không biết anh lại. Muốn gì á? Sáng mai anh hãy tới đây. Ông chủ, là tôi đây. Được nè. Ừ, anh được. Dạ. Là anh sao? Dạ. Sao anh lại ra nông nổi này? Chuyện dài lắm, nói ở đây không có tiện. Được rồi, đi theo tôi. Dạ. Người này mấy hôm nay định đập trước nhà mình đây mà. Có chuyện gì với ba mình vậy kìa? Quan trọng mà anh cần nói cho tôi biết là chuyện gì? Chuyện của tôi dài lắm. Dạ. Từ từ, tôi sẽ kể hết cho ông chủ nghe. Thì ra là không được. Được, vậy anh nói cho tôi biết anh cần nói chuyện gì mà phải lén lút như vậy?
Dạ, tôi sẽ nói cho ông chủ biết một chuyện vô cùng hệ trọng. Chuyện này liên quan tới dòng họ nhà ông. Đổi lại, xin ông chủ giúp cho tôi một số tiền. Đồng tờ nói, nếu như tôi không có tiền chữa trị, tôi sẽ vĩnh viễn bị tàn phế. Ông chủ, ông chủ giúp tôi đi ông chủ. Hãy giúp tôi đi ông chủ. Ông giúp tôi nghe ông chủ. Số tiền mà ông cho tôi không đáng gì so với sự thật kinh khủng mà tôi sắp nói cho ông biết. Được, trước khi thỏa thuận, tôi cần biết một chút về điều anh sắp nói, xem coi có xứng đáng để tôi trao đổi hay không. Chắc chắn xứng đáng mà ông chủ. Bởi vì chuyện này liên quan tới thằng Đức Tiến, đứa con thừa tự của ông. Nhưng mà thật ra cậu ta không hề mang dòng máu của ông. Được, anh nói đi. Mười mấy năm trước, vào ngày đêm cô Thảo chuyển dạ, làm sao đây? Phải làm cách nào đây? Thằng Tiến không còn nghe lời mình nữa. Nếu mọi chuyện dở lỡ, một mình làm sao chống đỡ cho được? Làm sao đây? Phải làm sao đây? Má để con. Ê, trời ơi, sao con đeo cái này? Ủa sao vậy má? Con không đeo được hả? Má sợ người ta dị nghị. Mình là kẻ ăn người ở trong nhà mà đeo vàng. Con biết mà, con cũng đâu có đeo đâu. À, con đem khoe với chị Ngọc Thủy, giờ con cất liền nè. Bích à, ngoài cô chủ ra còn ai khác thấy chiếc vòng này không? À, má hỏi con mới nhớ, bà quản gia. Bà nghi là con lấy trộm chiếc lắc của ai. Má má, thái độ của bà lạ lùng lắm. Bà quản gia nhìn thấy rồi hả? Má, con đã giải thích rõ với bà rồi, mình đâu có lấy cắp của ai đâu mà sợ. Không được rồi, phải tìm ông chủ, phải nói hết sự thật với ông chủ mới được. Chỉ có ông chủ mới cứu được hai đứa nhỏ thôi. Má, má sao vậy? Má phải lên nhà trên một chút. Má, tối rồi còn đi đâu vậy má? Má cần gì con lấy cho. Cực chẳng đã, tôi phải tiếp tay cho người đàn bà độc ác đó. Bao năm qua tôi rất là ân hận. Nhiều lần tôi muốn nói ra sự thật, nhưng tôi không dám vì bà ta đe dọa tôi. Lần này tôi biết bà ta âm mưu hãm hại cậu Đức Tiến để đoạt gia tài của ông. Tôi quyết liệt ngăn cản, cho nên bà ta đã thuê giang hồ giết tôi. Cũng may là tôi còn giữ được tấm thân tàn này. Con gái tôi đâu? Đứa con mà các người đánh tráo, giờ nó đang ở đâu? Nói. Đợi khi nào ông chủ thực hiện giao kèo, lúc đó tôi sẽ cho ông biết manh mối. Được, vậy tạm thời anh ở đây. Dạ. Tôi lên nhà lấy tiền, rồi chuẩn bị phương tiện đưa anh rời khỏi làng này. Dạ, cảm ơn ông chủ. Anh ở đây chờ tôi. Dạ.
Con đàn bà khốn nạn, mày sắp chết tới nơi rồi. Tao mà có tiền điều trị, tao sẽ nhanh chóng hồi phục. Mày không hại được tao đâu. Con đàn bà khốn nạn. Chị Tám ơi, chị Tám ơi, tôi hỏi chị này cái, nhanh nhanh. Hồi chiều giờ chị thấy ông chủ đâu không? Tôi cần gặp ông chủ gấp. Tôi có biết đâu, hồi chiều ông chủ ra nhà việc, nhưng rồi ông chủ đem xe về để trước sân hồi nào không biết. Trời đất ơi, tôi có chuyện cần nói với ông chủ gấp. Mà chuyện gì gấp vậy? Lát nữa ông chủ về. Không được, tôi phải nói liền, tôi không chờ được. Để tôi đi kiếm ông chủ. Cái chị này, chuyện gì mà gấp rút dữ gì không biết nữa. Bà Lụa đi đâu mà gấp dữ vậy? Cậu chủ, cậu đứng dậy. Bà ruột của tôi là ai? Bà ruột của tôi là ai? Bà đang ở đâu? Hả? Tôi không biết. Lão, ông mà không nói tôi bóp chết ông. Bóp chết ông. Tôi không biết. Ông nói chưa? Ông có chịu nói hay không? Thì ông đợi tiền của ba tôi rồi ông có chịu mở miệng. Ba tôi dễ dàng tha cho người đã hãm hại vợ con của ông hả? Ông ngây thơ quá. Nếu ông là người khôn ngoan, ông nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp ông thoát khỏi chỗ này trước khi làng đính kéo tới đây. Tôi thật sự không biết mà. Ông có nói hay là không? Hả? Nói mau. Cậu, nếu muốn biết cậu đi hỏi bà Trang. Bà Trang. Cậu chủ, cậu chủ. Bà, ông ơi, tôi đi tìm khắp nhà không thấy cô quản gia đâu hết. Sao lạ vậy? Ông ơi, con không thấy má con đâu hết á. Mau đốt đuốc lên đi tìm. Mau. Cô, dạ dạ, con phụ cho má con. Mau đi tìm. Dạ, dạ đây ông chủ. Cứu gì lụa? Tiến. Ba ơi, cứu gì lụa đi ba. Lụa bị sao vậy? Mau đưa vào trong. Dạ. Thank you.
Không được, không thể đi đâu với bộ dạng này được. Trong túi thì không có một xu, đi đâu được chứ? Phải rồi, phải liều một phen vậy. Má ơi, tỉnh lại đi má. Con là Ngọc Bích nè. Ngọc Bích con của má nè má. Mau tỉnh dậy đi má. Chắc không sao đâu em. Má ơi, tỉnh dậy đi mà má. 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 Má đừng làm con sợ mà má. Tỉnh dậy đi. Má ơi, con gái của má Ngọc Bích nè, má tỉnh dậy đi. Má. Má ơi. Má. Má. Đức Tiên. Đức Tiên ơi. Dì. Dì Lụa. À, má. Con ơi. Má. Má tỉnh lại rồi. Dì Lụa. Nó cõng chị về đây. Mọi người xúm lại lo cho chị. Chừng nhìn lại á thì không thấy nó đâu nữa. Chắc là nó chạy lanh quanh đây thôi. Chị đừng lo nha. Má. Má tỉnh dậy rồi hả má? Đức Tiên ơi. Con trai của má. Con trai mua má đâu rồi? Má con ơi. Con trai má, của má. Má sao vậy hả má? Má mê sản hả má? Con là Ngọc Bích nè má. Má. Ông chủ ơi. Ông chủ ơi, cứu giùm con tôi ông chủ ơi. Gì? Tôi lại ông cứu giùm con tôi ông chủ má ơi. Mà. Tôi lại ông mà. Má ơi. Con là Ngọc Bích nè má. Con có bị làm sao đâu má. Má bị sao vậy hả má? Má đừng làm con sợ mà má. Má không nhận ra con hả má? Con là Ngọc Bích nè. Không. Má không có đẻ ra con. Con của má là Đức Tiến. Má không có đẻ ra con. Ông ơi, má con bị làm sao vậy hả ông? Má con chưa kịp hồi phục trí nhớ, giờ lại mê sản rồi. Ngọc Bích là con gái của ông. Nó là con gái của ông đó. We'll be right back.
gì báo ra đây đi. Báo ra đây nói hết sự thật cho tôi biết đi. Làm ơn đi. Chị ra đây đi. Chị đâu rồi? Chị ơi, má bị làm sao vậy chị? Rõ ràng là mấy ngày gần đây má em dường như là bình phục rồi. Sao tự nhiên lại nặng hơn vậy hả chị? Em bình tĩnh đi. Chờ chút nữa ba chị với má em nói chuyện xong á thì mình sẽ biết rõ mà. Chị ơi, có khi nào má em mất trí luôn không? Chắc là không đâu. Em đừng lo quá nha. Những gì chị vừa mới nói là thật hay sao? Dạ, tôi xin thề coi trời đất chứng giám. Ông chủ ơi, câu chuyện chị vừa kể rất hợp lý, nhưng mà tôi vẫn còn thấy hoang mang lắm. Dạ đây. Dạ, đây là chiếc lắc của bà chủ. Hôm đó cô quản gia có đưa cho tôi. Phải rồi, đúng rồi. Chiếc lắc này chính tay tôi đặt làm cho vợ tôi mà. Chị Cúc. Dạ. Ngọc Bích là con của tôi, là con của Thảo. Tại sao cho tới bây giờ chị mới nói cho tôi biết? Dạ, tại sao? Ơi, dạ xin ông bớt giận, dạ xin ông tha tội cho tôi. Dạ cực chẳng đã tôi mới phải giấu. Nếu mà tôi lộ ra, cả hai đứa trẻ sẽ chết hết ông chủ ơi. Xin ông tha tội giùm cho tôi. Dạ. Ông chủ ơi, tôi trả Ngọc Bích lại cho ông. Xin ông hãy bảo vệ nó. Ông hãy bảo vệ con ông với ông. Còn Đức Tiến, tôi sẽ dắt nó đi trốn thật xa. Đi thật xa để họ không tìm thấy nó nữa. Tôi sẽ dẫn nó đi thật xa. Không, không được. Tôi không cho phép Đức Tiến đi đâu hết. Tôi xin ông, tôi lại ông. Xin ông tha tội. Xin ông đừng làm gì Đức Tiến hết. Nó không có tội gì hết ông à. Tôi lại ông, tôi xin ông tha tội cho má con tôi mà. Thôi chị đứng lên đi. Không, tôi lại ông. Tôi xin ông, xin ông tha cho má con tôi. Xin ông tha cho con tôi mà. Thôi mà, chị cứ như vậy hoài làm tôi rối cả lên, còn biết đường nào mà tính nữa. Ba tôi sẽ dễ dàng tha cho người đã hãm hại vợ con của ông hả? Ông ngây thơ quá rồi. Nếu ông là người khôn ngoan, ông nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp ông thoát khỏi chỗ này trước khi làng lính kéo tới đây. Phải rồi, tại sao mình ngu quá vậy? Mình ngu quá mà. Những gì mà con vừa nghe được đúng là sự thật sao má? Con gái, đến đây với ba. Qua với ba đi em. Qua đi con. Con gái của ba. Ba. Con gái tội nghiệp của ba. Con sống trên đời luật trời nhân quả ai sao hỏi nhớ người.
sâu nhân đức. Vì muốn chiếm đoạt gia tài của ông, mà Trang đã ép người đàn bà kia đổi con. Người đàn bà đó phải ôm đứa con gái của ông rời khỏi làng ngay sáng ngày hôm sau. Tiên hoàn toàn không có chút máu mủ gì ông hết. Nhưng tại sao bà Trang có thể làm chuyện đó? Thảo là em gái của bà ta mà. Còn đứa nhỏ là cháu ruột của bà ta. Ông Vũ lầm rồi. Cô Thảo chỉ là con nuôi. Và từ khi biết điều đó, bà Trang rất căm thù cô Thảo. Đã trao đổi hai đứa bé, Trang muốn biến Đức Tiến thành con rối trong tay mình, nhằm chiếm đoạt gia tài của ông. Thật khốn nạn, thật độc ác mà. Tôi chỉ là một thằng phá vỡ. Trời ơi, má ơi, má tôi đâu? Má tôi đâu? Má, má đừng có đi mà má. Má ơi. Dạ, xin phép ông chủ cho tôi đi tìm Đức Tiến. Chị nói sao? Dạ, tôi đội ơn ông chủ đã tha tội cho tôi. Bây giờ tôi xin gửi cô chủ lại cho ông. Xin phép ông cho tôi đi tìm Đức Tiến. Tôi sẽ đưa nó đi thật xa. Cô chủ, má là má của con. Dù không sinh ra con, nhưng mà mười mấy năm má nuôi con khôn lớn. Vậy con nên người, mãi mãi con vẫn là con của má. Con không muốn xa má. Mãi mãi con vẫn là con của má. Con không muốn xa má. Má đừng đi đâu hết má ơi. Nghe con nói những lời như vậy, má vui lắm. Má vui lắm. Ngọc Bích à, má xin lỗi. Má xin lỗi vì mười mấy năm trời má bắt con sống trong cảnh nghèo nàn cực khổ. Bây giờ má trả con về đúng chỗ của con. Ngọc Bích à, dù có ở đâu, má cũng chỉ cầu xin cho con một điều, lúc nào cũng sống vui vẻ hạnh phúc, nghe không? Bây giờ má đi tìm Đức Tiến, má sẽ đưa nó rời khỏi làng này. Con không cho má đi đâu hết. Má ở đây với con. Má Bích à. Chị Cúc à, dù Đức Tiến không phải là con ruột của tôi, nhưng tôi với nó là cha con mười mấy năm rồi. Đâu thể nào trong một phút giây mà trở thành xa lạ được. Dạ, ý ông chủ là... Ngọc Bích nói đúng. Chị không cần đi đâu hết. Việc cần làm lúc này là mọi người đi tìm Đức Tiến về. Tôi sẽ thu xếp ổn thỏa cho chị và Đức Tiến. Dạ, xin đổi ơn ông chủ. Xin phép ông, tôi đi tìm Đức Tiến. Má, má cứ ở nhà đi. Việc tìm Đức Tiến cứ để con lo. Con à, con. Ba ơi, ba. Ba ơi, ba ơi. Xảy ra chuyện gì nữa? Dạ, tất cả trang sức của con mất hết rồi ba. Còn tình chắc á là bà Trang lấy á ba. Ba ơi, ba đi báo án liền đi ba. Không thể nào để cho bà Trang giọng được trốn thoát dễ dàng như vậy được. Ba nghĩ không cần thiết đâu con. Ba đã tìm lại được em con. Đó là hạnh phúc lớn của nhà mình. Lại nữa, ba má của bà Trang cũng là ngoại của Ngọc Bích, là người mà má hai con yêu quý. Ba sẽ không làm lớn chuyện này.
Nhưng ba tin ông trời có mắt. Kẻ làm ác dù có thoát khỏi luật đời cũng không thể tránh được luật trời đâu con. Dạ ba. Ngọc Bích, Ngọc Bích. Ủa, Ngọc Bích đi đâu vậy? Anh Tâm, hôm qua tới nay á, anh có thấy Đức... À, không. Anh có thấy cậu chủ Đức Tiến ở đâu không? Bộ cậu chủ gây chuyện gì nữa hả? Không phải. Thôi, tôi kể cho anh nghe sau nha. Bây giờ tôi phải đi tìm cậu chủ đã. Mà anh không thấy cậu chủ thiệt hả? À, tối hôm qua lúc đi soi cá, tôi thấy cậu chủ đi về hướng này nè. Nhưng mà cũng không biết đi đâu nữa. Tôi cảm ơn anh nha. À, Ngọc Bích. À, hay tôi đi cùng Ngọc Bích nha. Mà Ngọc Bích nghĩ kỹ lại coi, coi cậu chủ thường hay tới chỗ nào. À, tôi nghĩ ra rồi. Có thể là cậu chủ Đức Tiến ở đó. Anh đi theo tôi. À. Cô chủ nằm trên đó, Ngọc Bích vô đi, tôi về trước nha. Ừ. Từ tối hôm qua tới giờ, cả nhà đi tìm cậu khắp nơi. May là cậu ở đây á. Tìm tôi làm gì? Tôi có là cái gì trong nhà đó đâu. Tôi chỉ là một đứa ba giờ bằng xác tôi. Cô về đi. Cậu ngồi miết ở đây cũng đâu có giải quyết được gì. Cậu phải về nhà sắp xếp lại cuộc đời của cậu nữa chứ. Cuộc đời của tôi hả? Cuộc đời của tôi có cái gì mà để sắp xếp? Hết rồi. Hết rồi. Không còn cái gì nữa. Đứng lên. Đứng lên cậu nghe tôi nói nè. Ở đó vẫn là gia đình của cậu. Ba cậu, chị cậu vẫn đang mong cậu trở về. Quan trọng hơn hết là cậu phải về để con gặp má ruột của mình nữa chứ. Cô nói gì? Má ruột của tôi? Má ruột của tôi đã tới đó hả? Ừ. Đi, về. Nhanh lên. Về liền đi. Về. Ba. Dì Lụa là má ruột của con hả ba? Má còn đó. Má còn tên thật là Cúc. Má xin lỗi con. Má xin lỗi con. Con không thể nào. Má, tôi không tin. Má, các người đang lừa tôi. Tôi không tin. À, không thể nào là sự thật được. Tôi không tin. Đi 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 má. Đi trên đời Tiến ơi, trời nhưng quá ngày sau hỏi nhớ người ơi, đừng gieo thêm quán thêm những ấy bà kia. Dạ cậu chủ kêu tôi. Có tôi với bà ở đây à? Tôi không kêu bà với tôi kêu ai hả? Dạ dạ cậu chủ cứ dạy à. Bà có bị đuôi không? Bà không thấy tôi đang đứng đây sao mà bà quét cát đất trong chân tôi vậy hả? Dạ. Đi chỗ khác quét. Dạ xin lỗi cậu. Cô không ăn đúng không? Cô không ăn thì nguyên ngày hôm nay cô nhịn đói cho tôi. Không ăn cơm một ngày thôi mà, có gì là lớn. Cả bà già kia cũng nhịn đói cho tôi. Ờ
Dạ thưa cậu. Bà kia, bà dọn phòng tôi đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Tôi có làm gì sai hả cậu? Ai cho bà để đồ của tôi lộn xộn vậy hả? Dạ, tôi chỉ sắp xếp lại cho nó gọn thôi mà. Sắp gọn cái gì bà con? Bà xếp vậy rồi sao tôi kiếm đồ của tôi hả? Dạ, dạ tôi cấm bà nghe chưa? Từ nay về sau bà dọn phòng tôi, không được đụng vô đồ của tôi nghe chưa? Dạ, dạ tôi xin lỗi cậu. Dạ, dạ ớt đây cậu ba. Đi ra ngoài đi, bà thấy ghê quá à. Nhìn mặt bà như ác quỷ á, sao tôi lúc nổi. Tôi không phải là người. Tôi không phải là con người. Tôi không phải là con người. Hành hạ bản thân mình không phải là cách để chuộc lỗi đâu cậu. Lên nhà nghe. Không, tôi không lên. Cô mặc kệ tôi đi, tôi không có muốn lên đâu. Anh không nghĩ tới má anh sao? Hay là anh ghê tởm gương mặt xấu xí của má anh? Đức Tiến à, con hãy tha lỗi cho má. Hãy để cho má chăm sóc con, má sẽ bù đắp cho con, được không? Má. Đức Tiến. Má. Má tha tội cho con nha má. Con là đứa con bất hiếu của má. Má tha tội cho con nha má. Con gọi lại một lần nữa đi. Con gọi lại cho má nghe một lần nữa đi. Má. Má ơi. Con là đứa con bất hiếu của má nè má. Con đang chết đó má ơi. Má tha tội cho con nha má. Của má, con không có tội gì hết á. Má biết con là một đứa trẻ ngoan, má biết mà, má biết mà. Má. Đi vô đây má. Nghe lời má, vô đây má à. Vô đây má. Con muốn đi đâu con phải thưa với ông chủ một tiếng chứ. Tiến à, con định bỏ đi thật sao? Bà vẫn coi con là con trai của ba, nhà này vẫn là nhà của con kia mà. Tiến à, chị muốn em biết á, là cho dù chuyện có như thế nào đi nữa, em vẫn sẽ là em của chị. Mọi người càng tốt với con, con càng thấy xấu hổ hơn. Từ trước tới nay, con chỉ là một đứa ngông cuồng hậm hĩnh. Con chưa bao giờ làm được điều gì tử tế hết. Ba, chị, Ngọc Bích, con xin được gửi má con ở lại đây. Con sẽ đi xa một thời gian để sám hối lỗi lầm, để sửa đổi chính mình. Con sẽ thay đổi và thành người tốt hơn, xứng đáng với tình cảm của mọi người dành cho con. Tới lúc đó con sẽ quay trở lại. Má rất mong chờ anh trở lại. Má, con xin má hãy chờ con. Con sẽ sớm quay lại với má nha má. Con cứ làm những gì con thấy cần, má tin con mà. Dạ. Thôi được, nếu con đã suy nghĩ chín chắn rồi
thì ba cũng không ngăn cản con. Nhưng mà con với má con vừa mới trùng phùng, con cũng cần ở bên má con một hai hôm rồi hãy đi nghe con. Dạ. Anh cứ giao việc này cho tôi, đừng có bận tâm gì hết. Năm xưa nếu như không nhờ vợ chồng anh giúp đỡ thì làm sao tôi có cơ nghiệp như ngày hôm nay chứ. Lần này có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp. Gì mà ơn nghĩa với báo đáp chứ. Mình là bạn bè, bạn bè giúp đỡ nhau lúc khó khăn là đương nhiên thôi. Tôi hứa sẽ không làm anh thất vọng đâu. Ông à, tôi đưa con trai con gái tới chào ông đây, dưới suối vàng. Ông thỏa lòng rồi phải không? Má ở nhà đang giữ gìn sức khỏe đợi con về nha má. Con sẽ sửa sang mộ của tía con tươm tất hơn. Con phải bảo trọng nghe không? Dạ. Một lần nữa tôi cảm ơn và xin lỗi cô. Anh đừng lo gì cho má. Tôi chờ anh về. Dạ thưa má, con đi. Tôi đi nghe Ngọc.
của anh nè. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn cô. Ý trời ơi, nè, đây là nhà của tôi chứ không phải nơi để các người ăn xin đâu. Dạ. Làm ơn làm phước đi đâu cho khuất mắt đi. Tôi mà còn thấy một lần nào nữa là đừng có trách tôi nghe. Giờ giấy bẩn thỉu à. Sao mày vẫn sống nhẫn nhơ như vậy? Không, tao không cam tâm. Tao không cam tâm. Dạ mời ông. Tới đó. Từ từ vô nhà. Dạ. Đang ở đâu? Đã 2 năm rồi, không có tin tức gì về anh. Nhưng cả nhà đều tin anh đang gắng sức. Má mong anh nhiều lắm. Tôi cũng mong anh lắm. Anh biết không? Cho tôi thêm một chút thời gian. Một chút nữa thôi. Anh cứ coi sổ sách rồi cộng lại hết nha. Ừ. Nè, trễ lắm rồi, sao con chưa nghỉ? Dạ, chú mới tới. Ừ. Dạ, con đang kiểm tra lại sổ sách, làm xong rồi mới về. Ừ. Chú. Làm việc thì tốt, nhưng con cũng cần phải nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc. Bữa nay cuối tuần, con có quyền ra ngoài cho khoai khỏa mà. Dạ, con bỏ lỡ hết 10 mấy năm cho việc chơi bời lêu lỏng rồi chú. Bây giờ con phải ráng sức để vớt vát lại được chút nào hay chút đó chứ chú. Bây giờ con đã khác với ngày xưa. Ngày chú gặp con không biết làm gì, cứ lơ ngơ lóc ngóng. Dạ. Bây giờ thì chú có thể yên tâm giao việc cho con mà đi chơi mấy tháng luôn. Dạ, mai mà hôm đó con gặp chú, được chú đưa về cưu mang dạy biểu mới có được ngày hôm nay. Mà chú ơi, con cứ thắc mắc hoài, không hiểu sao tự dưng lúc đó chú lại dám đưa một thằng cù bơ cù bất như con về nhà vậy chú. Chuyện này đơn giản thôi.
Hồi đó chú đang cần người, gặp cái thằng lông bông như con, chú dắt về và hay việc, rồi chỉ tốn cơm thôi, không có tốn tiền. Tội gì mà chú không dắt về? Hả? Nè, chú cũng thắc mắc điều này. Dạ. Từ ngày có lương tới giờ á, cũng 2-3 năm rồi, con cứ gửi cho chú cất hết, không xài mẻ một đồng nào. Nè, con tính cưới vợ phải không? Dạ, chuyện cưới vợ con không dám nghĩ tới đâu chú. Bây giờ con chỉ muốn để dành thật là nhiều tiền để lo cho má con có được cuộc sống đầy đủ, vui vẻ hơn. Con không muốn má con phải vất vả nữa. Được rồi, khi nào cần thì nói chú. Còn bây giờ chú đi dạo một vòng nghe. Thôi con nghỉ ngơi đi. Dạ. Anh à, anh không mở lại thêm với em một chút nào nữa được hay sao? Anh mà về em buồn lắm đó. Sư tử nhà anh đó, nó dữ lắm. Anh mà về trễ nó xé xác anh ra. Em cứ đi chơi đâu đó cho khuây khỏa nhớ cưng. Đi ra đường mà không có tiền á, làm sao mà khuây khỏa được? Tiền nè, được chưa? Thương quá à. Thôi anh về nha. Dạ. Tạm biệt anh. Chạy theo chiếc xe đó. Dạ. Giờ thì anh có thể yên tâm không lo gì nữa. Cậu ấy thật sự là một thanh niên có ý chí, giàu nghị lực, nhưng cũng rất tự nhiên. Mày đừng đăng nghĩ tao. Mày cấm miệng lại đi. Anh ơi, em xin lỗi anh mà. Anh. Đáng đời mày, con điếm đi tiện thiên hạ. Ngọc Quyết, cậu đi lâu vậy hả? Không biết là tôi mong cậu lắm hay không hả?
Tại sao vậy? Cậu biết là tôi mong cậu về lắm không? Anh xin lỗi. Con không biết phải dùng lời lẽ gì để mà nói lên lòng biết ơn của con đối với ông chủ và cả nhà. Ông chủ đã nuôi dạy con mười mấy năm dài, lại còn cưu mang má của con. Sao hôm nay con xin phép được đưa má con rời khỏi đây? Ba, cho dù sống ở nơi đâu thì má con sẽ luôn khắc ghi mang ơn ông chủ và gia đình này. Con cũng sẽ không bao giờ quên được nơi này. Chị hai, à không, cô hai, tôi đội ơn cô Dượng đã chăm sóc má tôi suốt thời gian qua. Hai năm qua tôi đã rất cố gắng làm việc, tôi có dành dụm được một số tiền. Tôi xin gửi lại cô, gọi là... Đức Tiến, em làm sao vậy? Chị không muốn nghe em gọi hai tiếng cô hai xa lạ đó. Em là em của chị, trước sau không bao giờ thay đổi. Má của em cũng là má của Ngọc Bích, cũng là người thân của chị. Chăm sóc cho má em là việc mà chị cần làm. Em đừng có bận tâm về điều đó. Mời chị ngồi xuống. Má, dạ. Ngồi xuống đi má. Hai năm qua, ba luôn theo dõi từng bước trưởng thành của con. Ủa ba, vậy là ba biết anh Tiến làm gì, ở đâu? Sao ba không cho mọi người hay? Ba cần phải làm vậy thì mới xác định được nhiều điều. Chị Cúc à? Dạ. Nhân không khí đoàn tụ vui vẻ này, tôi muốn thưa với chị một chuyện. Dạ, ông chủ cứ biểu. Như đã có lần chúng ta nói chuyện, cả tôi và chị đều yêu thương đứa con không mang huyết thống của mình. Dạ. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, nhưng tôi không thể rời xa con trai của tôi là Đức Tiến. Cũng như Ngọc Bích, con gái tôi, nó cũng không thể rời xa chị. Có đúng không con? Âu có lẽ kiếp trước hai gia đình chúng ta có một mối quan hệ đặc biệt gì đó, cho nên kiếp này mới khiến xui cho hai đứa nhỏ bị tráo đổi. Thôi bây giờ tôi tính vậy, tôi sẽ gả Ngọc Bích cho Đức Tiến. Chị và Đức Tiến có đồng ý không? Dạ tôi đội ơn ông chủ, nhưng mà thân phận má con tôi. Vậy là tốt quá rồi. Từ nay con sẽ yên tâm ở bên nhà chồng. Chị đã có hai đứa em này lo lắng cho ba rồi. Thật ra tối hôm qua chồng con cũng có nói ý này. Rất tiếc là hôm nay anh có việc nên đành vắng mặt. Nhưng mà anh có nhờ con chuyển lời tới ba và Đức Tiến là vợ chồng con sẽ chuyển lại cho Đức Tiến toàn bộ số tài sản mà ba đã chia cho. Chị hai à, em... Em đừng có cãi chị. Vợ chồng chị đã tính toán kỹ càng rồi. Ba à, không phải là vợ chồng con chê không nhận số tài sản mà ba cho, nhưng chồng con anh nói là đủ sức lo cho con. Để phần đó lại mà phụ cho Đức Tiến và Ngọc Bích lo hương quả ông bà. Ba đồng ý nghe ba. Ba đã cho vợ chồng con rồi thì vợ chồng con có quyền quyết định. Ba không có ý kiến gì đâu. Dạ con cảm ơn ba. Ủa mà ba. Sao con? Nãy giờ ba chưa có hỏi ý kiến hai người này á nha. Hai người đó mới là chính đó. Ngọc Bích, Đức Tiến, hai con có đồng ý với đề nghị của ba không? Thưa ba, nếu ba và Ngọc Bích không chê con xin hứa sẽ hết lòng yêu thương Ngọc Bích và bù đắp thật nhiều cho Ngọc Bích.
Còn con thì sao Ngọc Bích? Con em thấy có mệt không? Không. Để tay lên uống nước nè hai đứa. Má. Dạ má. Lên đi con. Từ từ coi chừng té. Má. Nè. Má, sao má không ở nhà nghỉ đi? Má ra đây chi vậy? Má đem nước cho tụi con uống mà. Dạ. Má. Má để cho con được nhìn má đi. Con không muốn má che mặt lại khi má gặp con nữa. Nhưng mà má xấu xí lắm. Không có đâu má. Con nhìn thấy vẻ đẹp của má từ bên trong vết sẹo này. Má là má của con. Cho dù mặt mũi của má như thế nào thì với con má cũng rất là đẹp. Ừ. Má hứa với con nha má. Từ nay gặp con má đừng có che mặt lại nữa nha. Được rồi, má hứa. Con cũng giống như anh Tiến. Dù má có như thế nào vẫn luôn đẹp trong mắt của con. Nhưng mà con có một ước mơ, rồi đây sẽ có một phép màu nào đó trả lại cho má con gương mặt xinh đẹp như ngày xưa. Để anh Tiến biết má của mình xinh đẹp đến mức nào. Để mỗi khi ra đường, má không phải tủi thân giấu mặt nữa. Anh Tiến à, trên đời này phép màu vẫn có thể xảy ra mà đúng không anh? Phải, vẫn có phép màu. Má hứa với con nha má. Ừ, má hứa mà. Lại ông đi qua, lại bà đi lại, xin ông bà rủ lòng thương bố thí cho kẻ nghèo khổ bận hàn, dạy xuống dạy cắt gửi con. Dạ cảm ơn. Đời như một lại, dòng sông lại bà đổ ra biển cả, rủ lòng thương bố thí cho kẻ nghèo khổ bận hạn dài rồi dài cắt. Dạ cảm ơn. Là tưởng đâu bà đã về quê hưởng phước, ai về một vật già ở đây? Ai vậy? Ông là ai? Nè, khoan đã. Gặp lại cô nhân, sao vội vàng bỏ đi như vậy? Bà không có gì để nói hay sao? Tôi còn biết nói gì nữa. Bà không quán trách tôi sao? Quán trách? Có chứ. Ngày nào tôi cũng quán trách. Nhưng là quán trách chính bản thân mình. Nếu tôi đừng tham lam, đừng ích kỷ, thì có lẽ giờ đây cả tôi lẫn ông sẽ có một cuộc sống khác. Âu cũng là quả báo. Quả báo mà.
Quả báo. Đúng là quả báo. Quả báo. Chắc tôi và bà đều sống không bằng chết. Ngài sao?